Xin chào mọi người video này mình sẽ nói về giá của Bitcoin và những cái đồng khác trong cộng đồng tiền điện tử ngay bây giờ là 4 giờ 46 phút sáng và à, tối à, tối hôm qua thôi có nghĩa là rất là trễ khoảng cỡ 10 mười mấy giờ 11 giờ tối đó, và ngay bây giờ là 4 giờ mấy sáng thì vừa rồi mình có hỏi bạn một cái câu hỏi và nếu bạn trả lời cái câu hỏi đó đúng thì chắc ngay bây giờ là bạn cũng chốt được một cái lời gọi là khá, khá cao. À, và bạn nên đăng ký cái cái kênh ở trên Twitter của mình. Bởi vì 1-2 giờ sáng lúc mình mình ngồi mình trade, mình có thể cho bạn những cái tín hiệu ở trên cái nền tảng Twitter. Và cái kênh đó là Tiền Academy ở trên Twitter. Thì vừa rồi, giá bitcoin đã bay lên khoảng cỡ 1.200 đô, ok và nói chung cái thời gian mà mình cũng đã nói rồi à, tất cả mọi người bên Việt Nam đang ngủ thì lúc đó là lúc giao động nhiều nhất là 7 giờ tối ngà 7 giờ tối cho tới 7 giờ sáng biết là số đông của người Việt Nam chẳng không có một cái thời gian để làm cái công việc đó đâu nhưng mà nếu bạn muốn trở thành những cái người gọi là chuyên gia trader nhảy vô nhảy ra cái thị trường tiền điện tử thì bạn phải theo cái khung giờ ở bên Mỹ thì vừa rồi trước khi mình mình kết thúc cái buổi tối hôm qua thì mình đã nói vừa rồi á nó thống kê cho thấy có 200 triệu đô la, đô la mới được rót vô những cái sàn giao dịch trên toàn thế giới Nhất là sàn Binance okay. Thì mục tiêu người ta rót tiền của người ta Người ta mới bỏ tiền của người ta vô những cái nền tảng đó Những cái sàn đó thì chủ yếu là Là để mua Mua rồi lúc mà giá Bitcoin nó lên thì xả nó Xả nó thì vừa rồi À, nó đã chứng tỏ điều đó ok nó mua nó 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 có những cái 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 con cá voi đó con cá mập đó nó có nó có những cái thông tin mà mình không có ok và mình chỉ có biết mình dùng uh, gọi là ở trên uh, uh, on chain đó, mình thấy là nó rót cho 200 triệu và vừa rồi nó dùng cái tiền đó để nó mua những cái đồng này và cái giá nó đã đẩy đưa cái giá của bitcoin lên 1.200 đô và nguyên cộng đồng tiền điện tử. Chào mừng.